gia đình mình có cái thời khóa tu nó rất là ấm áp ý. giống như gọi là âm siêu thì dương lợi giống như người người ta không niệm phật nhưng mà người ta đi ngang người ta nghe mình niệm phật cũng gieo được chủng tử cho người ta người người ta lúc đó nó cũng lắng động tâm nó hiền lan chút xíu có phật hiểu hay gì khi những đức uh, uh, niệm phật lấy phật với vị tự nhiên uh, mình ngồi mình uh, suy nghĩ À, đúng phật cũng thương mình có khi à, sắp xếp cho những à, anh em mà cùng đi với mình đúng là những người đơn giản không khi buổi tối à, mấy anh em à, ngồi chỗ này thấy mấy anh em nói chuyện hoạt bát nói chuyện đơn giản vui ghê trong đó không có người nào là những người mà à, mua mẹo tính toán gì cao xa thật sự quý vị rằng là chúng ta sống mà gặp những người mà có nhiều cái mưu mẹo tính toán so đo mình mệt lắm tại vì mình không biết họ nghĩ gì sao mình nên mình bận tâm nhiều thứ còn tự nhiên à phật bồ tát cũng sắp xếp cho những anh em bên cạnh mình đơn giản mấy ông mỗi ngày mấy ông làm việc chút xíu à, anh em có cơm ăn miếng niệm phật tu hành không nghĩ ngợi gì cao xa nên từ nơi đó mà mình sống gần với mấy ông tự nhiên giết người mình cũng đơn giản mình nhẹ nhàng. Cái tâm mình không có lo gì. Khỏe cái tâm. Thật sự. Chứ gặp mà ảnh hưởng quý vị. Thật sự mình cũng bị ảnh hưởng. Nên những đức nói rằng đúng ta. Cứ vật cái cho mình những con người sống dù không thông minh, đơn giản cũng được. Không cần phải làm việc lớn lao gì, chỉ cần đơn giản bình dị thôi mình chỉ cần gần được những người đó là mình tâm trí mình nó nhẹ nhàng liền nó giống dòng. thấy họ mỗi ngày ăn ngon ngủ yên sống thoải mái vô cùng còn bản thân mình sau tối ngày cứ lo suốt tôi nói ủa sao mình khổ của họ nghe ta họ không cần lo nghĩ chứ mỗi ngày họ cũng ăn cơm no mà khi họ ăn còn cơm còn nhiều hơn mình còn mình hết lo đầu này lo đầu nọ lo đầu kia mình ăn còn ít hơn họ nó nói ủa cuối cùng gì bản thân của mình cho mình thông minh mình còn khổ hơn họ nữa nếu như cả đời mình sống mình còn khổ hơn họ nữa Quý vị, mà để ý cái mình thấy Ồ Có người đơn giản bình dị Không nghĩ gì nhiều Mà họ lại sống những ngày tháng đặc biệt ấy. Đó. Còn mình thì mình nghĩ mình thông minh Mình nghĩ quá nhiều thứ Cuối cùng mình bận tâm Mình nhức đầu Lo lắng đủ chuyện Có những việc buông không chịu buông Thông minh quá buông cũng không chịu buông Cứ nghĩ ngợi cứ nắm giữ Cứ lo trước lo sau lo được lo mắt Giết rồi cuối cùng tuy là gặp pháp môn niệm phật mà cận tử nghiệp chắc là giáng sanh tây ninh <laughs> biết tây ninh được không luôn nó thiệt luôn ấy. ừ. nó rồi tối ngày lo gầu cái chuyện xa vờ thấy người ta vui thì mình vui thấy người ta buồn mình cũng buồn biết mình bị cái gì bệnh gì luôn kỳ cục thấy không nó còn có những người mình thấy họ ôi cho mình mình tức cho họ tại sao họ vô tư gì mình vô duyên vậy đó khi mà người ta vô tư mình cũng tức sao không có lo nghĩ gì chứ tôi lo nghĩ muốn chết sao mấy người không lo nghĩ nói thấy chưa đã mình khổ rồi mà mình cũng muốn cho người ta khổ với mình mình mới vừa bụng vừa lòng vừa già nên bản thân mình khi tu tập viết quý vị ơi chúng ta ngồi chúng ta nhìn những người vô tư đúng là mình phải ngưỡng mộ họ đó ừ ngưỡng mộ họ mà họ ăn ngon lắm nha họ nằm là họ ngủ mất tiêu rồi, quý vị ơi còn cái người mà tính toán so đo lo lắng là ăn không ngon ngủ không yên ừ, nó thiệt luôn á nó nên từ nơi đó mà được á, cái phước duyên á, con người người ta cũng sống đơn giản đi nó nên là như đức sống với ba bốn ông sống chung thấy rõ ràng ông thì lau nhà ông thì cũng nấu ăn ông thì coi máy móc rồi xong ông nghĩ ngợi chứ tới giờ vô cơm ăn hơn mình ăn ngon nhưng mà xuống nằm nó nằm, nằm ngủ tiêu no thấy chưa nên những đức nó thật sự cái lo cái nghĩ là cái khổ mà con người sống nó phải gì vậy giống như cái số mệnh của người mình nó phải gì vậy nên mình ngưỡng mộ những người vô tư thật sự ngưỡng mộ những người vô tư nên gia đình của mình mà có cái thời khóa tu gì nó đặc biệt dữ lắm mới vị nhớ kỹ nên những đức á nó thiệt chứ bản thân những đức bây giờ là mình quyết định mình niệm phật mình tu tập với quý vị cả đời mình cứ niệm phật làm cư sĩ bình thường đơn giản những đức nói rằng là những đức thích nhất là quý vị gặp những đức nếu mà cuộc đời mà gặp những đức quý vị gọi cư sĩ những đức hoặc là chú những đức hoặc là anh những đức cũng được mặc kệ quý vị hay là em những đức gì cũng được chứ thật sự những đức không có không có muốn người ta kêu mình bằng thầy với bia thật sự luôn thà mình làm người cư sĩ thì thì mình làm người cư sĩ phước cho rọt có khi lâu lâu những đức đi ra bên ngoài đường những đứa cũng bận đồ đời phước cho rọt miễn là tu thôi thật sự mình nói miễn tu là được cái quan trọng là chịu tu thôi bị chứ giờ có những người nói ví dụ như con thích chú bận đồ lam đồ này đồ kia thật sự cuộc sống bây giờ thà cái gì ra nấy vậy mình làm cư sĩ thì ra cư sĩ, nó dễ vậy ơi. Vì sao mình làm cư sĩ hướng đạo tu hành hay hơn, nó rõ ràng luôn. Nó không có dính dáng gì quý vị. Ừ. Thật sự nó tiện hơn đó, chứ không phải giảng đâu. Đó. Nên những đó nó này, miễn quan trọng là chúng ta cùng tu là được rồi. Hiểu không? Mình cùng tu thôi là hay rồi. Nó, miễn hiện tướng gì mà miễn người ta chịu tu quý vị thôi chứ. Nó rồi khi mà tu tập xong rồi đại gia đình chúng ta ngồi xuống trò chuyện chứ nó trò chuyện thôi chứ đừng nói gì. giảng pháp như gì, gì mình không có giảng pháp nghe trò chuyện giảng pháp sao ngồi dưới đất giảng pháp là ngồi trên cái cao rồi giống hồi xưa đúng không pháp tò ngồi lên đó Còn giờ ngồi dưới đất chèm bẹp gì ngồi nói chuyện chơi thôi còn những đoạn nói chuyện của những đức thì ai lấy người ta đưa lên cái đó là chuyện của người ta những đức đâu có ấy đâu thấy không nó đó là cái cái việc mà rõ ràng luôn nên chúng ta là như thế nào ngồi trò chuyện chơi thôi Thế cái gì mà thấy hay hay thì mình cùng học tập chung Còn cái gì mà quý vị thấy không bỏ vô lỗ tay được Thì thôi bỏ ra Thì xong thôi Thấy không Mình sống thì sao mà cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng Chứ những đức nó thật sự quý vị mà Cái thứ gì mình cũng bỏ vô lỗ tay Mà nặng vô lỗ tay lâu ngày nữa Cứ rái đầy vô lỗ tay Chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu quý vị <laughs> Nên cái người mà những đức nói với vị nghe mà Đến khi mà <laughs> móc cứng rái mà cục 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 lại bị biết bỏ nhiều thứ trong lỗ tai cho tâm tư nặng nề quá nên nó 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 nó, khó chịu lắm. nên thôi những cái gì mình thấy được thì bỏ vô còn không được thì bỏ ra thôi đừng có nặng nề gì chi Bây giờ hôm nay chúng ta tu tập xong mình cứ ngồi nói chuyện với nhau thấy cái cái pháp tu này nó hay pháp tu này hay niệm phật lễ phật thấy hay thấy những đức nói có nhiều đứa nít mà như gia đình của dì tư nhí 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 mà ngồi tu bữa nào cũng tu giỏi ghê À, ngồi như mấy bé mấy bé gì đâu ngoan quá chàng ngồi tu đàng hoàng đấy chưa à, đi học gì người ta chạy vô người ta lấy phạt liền được à những đứa, đứa nít nhiều đứa nít lắm nên ngồi, ngồi ngồi thấy nhiều đứa nít giỏi quá chàng luôn nhiều đứa bé lắm mình đại diện thôi nói nhiều quá mất công đứa nít nào lên đây tu là đứa nít nó đặc biệt giỏi thiệt đó nên cứ vậy đó, gia đình có thời khóa tu nó có cái thời khóa tu mà nắm cái thời khóa tu này cho chắc mỗi một gia đình đều có cái cái điệu thu âm riêng cái thời khóa tu này lâu lâu ví dụ như cúp điện hay là cái gì cái mình cũng tu được thấy không như hồi tối 12 giờ khuya cúp điện nó phải thấy chưa cúp điện đó gần tới giờ tu tự nhiên cúp điện à đó thấy chưa mới giỡn đâu nên mỗi người mình rút xuống cái thời khóa tu này có một cái máy có một cái thẻ nhớ cái thời khóa tu Tại gia đình ai cũng có cái thời khóa tù Lâu lâu cúp điện hay sự cố gì Máy móc gì Hay lâu lâu những đức dọn nhà gì Thì thật sự quý vị cũng tu được nữa Chứ không phải chuyện giản đâu quý vị mình, mình bây giờ sống vô gia cư nó không rõ ràng Nên từ nơi đó mà có khi Những lúc mà nhà cửa chỗ này chỗ kia Ở nay này mai nọ Biết đâu hôm nay người ta cho ở người ta vui Ngày mai người ta không vui người ta kêu đi đi Mình vừa ở nhà đi quý vị sao tu Nên có cái thời khóa đó bật lên tu liền Nghe không Tại vì cái thờ khóa này nó quá hay nên mình nắm tờ khóa này cho chắc. Nó để mà tại nhà mình có cái thờ khóa mình tu. Thật sự như Đức nhắc quý vị chân thật đó. Rồi có thêm cái điều hộ niệm, gia đình đều luôn luôn có cái điệu hộ niệm bắt suốt trong nhà. Thật sự trong cái cõi đời này nó rất là vô thường. Nó thật sự mà nói con người sống nó bất chợt lắm quý vị ơi. Nên mình thấy cái cách nào mình tu được, mình thấy lợi ích, thấy hay, mình nắm cho chắc. <laughs> Mình biết tu mình tại gia đình mình Mình lo gia đình mình cho tốt cho đàng hoàng Tại vì mình nghe đạo mình tính nhân quả rồi Mình sống làm sao mà mình biết nhường nhịn người khác Biết chịu thiệt được Vậy là hay rồi Thật sự nhiều đó quý vị làm là thấy đặc biệt Ngày nào chúng ta tu tập xong ngồi Với đại gia đình cùng trò chuyện nhau chơi gì là cũng thấy được rồi Những đứa cũng cảm thấy vừa bụng à, Hạnh phúc à, không còn suy nghĩ gì nhiều Thật sự từ đây tới cuối đời mình gì mình cũng cảm thấy mừng Không có còn đòi hỏi gì nữa nên từ nơi đó mà sống gặp nhau như những người bạn xem những người cư sĩ bình thường thôi đừng có đưa những đức lên cao xa gì nghe quý vị đừng có cho những đức là bồ tát bồ tát gì đừng có là, nói câu nó mất công lắm chè ơ mấy cái câu mà mà tán tháng cái người phàm phu nó có khi nạn tay đến chứ người ta nó quý vị ô nó không lợi ích cho người ta nó còn còn hại nữa chứ đừng nói chuyện dẫn chứ Thấy không thà mình đừng nói gì mình cùng tu phức cho rồi gặp nhau rồi cư sĩ hay anh cư sĩ hay em cư sĩ hay sư huynh sư đệ gì đại đi đừng có thầy bà gì đó những đứa đâu còn thầy bà những đâu còn thầy bà mới bị kêu những đứa là thầy thầy những đứa thấy mắc cỡ ghê thầy gì đó mà hư thấy sợ <laughs> nên nhiều thứ hư sai tùm lum thôi bây giờ mình cứ nhìn lại mình sai nhiều thật sự mà sai nhiều thiệt nên từ nơi đó thôi kêu tôi còn thầy tôi mắc cỡ nó thật sự nó cả mà gia đình và uh, những phật tử quen quen gặp nhau thôi nếu lớn tuổi hơn kêu anh đức phước cho rồi kêu là ví <laughs> dụ như uh, gia đình uh, ví dụ gia đình viễn đi gặp anh kêu uh, anh viễn kêu anh đức nó kêu uh, em Viễn khỏe không <laughs> Ta. thật sự mà nói gì nó còn hay nói vị ơi uh, uh, gia đình uh, hai em khỏe hả huh? Mình nói gì phút cho rồi thì còn ví dụ như gặp mà, cô tư hay cô năm gì nữa dạ, dạ, dạ con chào cô ừ. có phải không cô tại vì mình là cư sĩ mình là, là trở lại bình thường luôn gặp kêu thầy ba vậy chứ khỏi tôi đi tập lại đi vị ơi nhiều người nó con quen nó tập lại giùm tôi tôi cảm ơn thật sự nó cả đời cuộc đời tôi tôi muốn vậy phút cho rồi thật sự tôi muốn cho là người bình thường luôn thả đã là cư sĩ thì cho là cư sĩ luôn đi quý vị đừng có lần chân nhau nhưng mà thôi cả đời những đức là thôi những đức làm cư sĩ chọc đầu. đầu chọc. Còn ngoài ra hiện tướng sao cũng được. Đi ra đường ghi bằng quần jean áo sơ mi rồi hoặc áo thun đồ thí đại đi. Kệ mình tu thôi, những đức đã là cư sĩ những đức muốn làm cư sĩ, rõ ràng. Không có ai bắt ép như đức như đức thích gì đó. Nên những đức mong rằng sau này gặp nhau cứ 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 lớn những đức kêu chị ba kêu lại nó em em út thứ út đúng kêu em út ngon cái vị gặp như đứa bị kia em út ngon á ừ em út khỏe hả à, dạ em khỏe chị mình kêu cho nó quen đi quý vị mình là cư sĩ mà thấy không? Nó, còn ai mà nhỏ nhỏ chứ trẻ mình kêu à, chào em à chào anh à, em này khỏe không khỏe anh phải, à, khỏe khỏe kể là cư sĩ miễn mình tu thôi chứ cái quan trọng là mình chịu niệm phật thì nó thật sự đã là hiện tướng gì như đức mong quý vị đừng có tôn vinh những đứa cao quá nhà đứa mắc cỡ vậy lắm đừng có kia như đức là bồ tát hay là kêu này kêu nó khởi dữ lắm luôn thật sự mình rất là phàm phu mình rất là sai lầm mình nhiều sai dữ lắm thật sự mình muốn làm kẻ phàm phu niệm phật sửa đổi lỗi lầm thôi vậy là được rồi thật sự mình nói trong lòng thật sự luôn á một trăm phần trăm là muốn gì luôn đó quý vị ừ. đó muốn cả đời này cùng niệm phật với quý vị là người bình thường thôi để chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc thôi chúc quý vị an lạc nha ai di đạo phật ai với phật ai với phật ai đạo